Em Tony Tín xin chào quý anh chị và các bạn nhé. Hôm nay thì bọn em lại tiếp tục kiểm tra cái đàn ong này, thì chúng ta nếu mà có mủ chúa thì bọn em sẽ chia đàn quý chị nhé. Trước mà đằng sau lưng em đây là có một ổ đây ạ. Em đang chuẩn bị tác nghiến hay chuẩn bị kiểm tra, và có thể là có thì em Tony Tín chia đàn và chia sẻ với quý anh chị bà con chúng ta cùng xem và cho em ý kiến nhé. Đường đăng chưa? Biết rồi, biết rồi. Bốn bốn cầu cái chân tầng mấy nè, lao vào cho nó trong Tết là hay là mới này, mới đấy trong Tết thì xây hết rồi, đẹp, xây đẹp hết rồi. Ừ, để đẹp hay chúa đẹp hay từng thường hay xây mù chúa ở đằng này đó. Quân bảo vệ nhiều có hiện tượng chắc là cũng có mù chúa rồi, nhìn em nhìn em cũng đực đúng không? Cả nó không có phải không? Ừ, hai ổ đấy, hai hai cầu mà ngoài này chưa có, này chưa có. Nó cũng giữ mùa này nó giữ lắm các bác nhé. Như các bác thấy nó bay khắp người anh kiểm mở kiểm tra đấy ạ. Rồi, kiểm tra ổ này là chưa có các bác ạ. Chưa có mủ chúa. Ổ tiếp theo đây các bác. À, tách rồi. Có mù chúa ra rồi anh chưa? Wow. Tách rồi. Tách rồi. Điền nè, tách rồi các bác nhé. Tách rồi, cũng qua rồi. Nhìn cái mù chúa rồi. Cái mù đấy ra chứ, nở chứ. Có mấy mũ? Mũ chúa mấy mấy mũ?
của chú Mạnh đấy, nó đi mất một nửa phải chịu cái dao nữa. Quân nhiều hả? Nhưng mà đang quân quân luôn cả đúng rồi. Còn mạnh lắm, cầu nó nhìn lên cầu bên nó bổ kín. Kiếp là khó. Khó khó nhìn giữ biết bay của anh mặt đầy mặt kia. Nên các bác thông cảm nhé, em không dám đứng thấy gần quá.